Rồi, chào anh em, tiếp tục thì em test cặp loa Koda AB8 anh em nha. Cũng giống như cái bộ trước mình test, đó là con vang số DB Cotis D500B và con mic K4000. Một cặp loa hạt ti Koda AB8 của Đức anh em nha. Đó, giá là 32 triệu ha. Anh em nha. Anh em mà thích nó có cái lỗ thì anh em lọc cái mút này ra. Lọc cái mút này ra. Ở trong nó sẽ là lỗ giống ở đợt trước ha, đợt trước ha. Rồi. Ghép cùng với nó là một con trầm DB Cotis K75XA. Con trầm này giá là 10 triệu bao ship anh em nha. Đó. Còn anh em mà không muốn bao ship là 9.750.000 giá chính thức bán. Rồi. Anh em nha, cặp loa thì em có quay trong cái hàng về và làm theo cái yêu cầu của anh em. Cặp loa giá 32 triệu ha. Con vang là 3.8 triệu, con mic là 3 triệu. Anh em lấy cả combo là cả combo này á là anh em sẽ được giảm 500. Còn anh em mà mua theo kết hợp nguyên cái hãng Victory của em thì anh em giảm được 1 triệu. Đó là ưu đãi khi mua combo Victory. Đó. Anh em nghe nha, rất là đẹp. Con này thì anh em chơi ở nhà quá ok rồi em, tại nó chơi nhạc house rock, house vina house đồ rất là phê, nhạc vàng giống như em cũng thử hết rồi. Cái clip này để test lại hoạt động cho anh em thấy và để anh em thử tiếng mic lại anh em nha. Đây, K4000 anh em nha. Anh em mua lẻ là 3 triệu một bộ ha. 1 2 sâu quay. Tiếng rất đẹp, nhẹ nhàng. Ok anh em, tiếng nó mượt. Hát nó giống như là nói nhẹ nhàng lắm anh em. Các thú rất là tốt nha cho cái bộ này. Rồi. Anh em nha. Đó, ok chưa? Quá ok anh em nha. Đấy. Nay mệt không có hát nổi nè, mới đi công việc về. Chưa có lôi được cái cặp Victory 68 vô test em. Hôm nay phải test cho anh em nghe, qua anh em nhắn tin quá. Rồi, bộ này mẹ nên kết hợp với con trầm DB thôi, đơn giản rẻ tiền mà lại hay. Ở nhà chúng ta nghe nhạc và hát karaoke bay lắc và thoải mái luôn em nha. Rồi, cặp loa là 32 triệu. Con mic em mua lẻ là 3 triệu, con vang là 3.8 triệu, anh em mua cặp về là được giảm 500 này ha. Rồi anh em nha. Đó, hàng công ty chính hãng bảo hành cho anh em khỏi lo nha. Rồi, chào anh em, chào các bác yêu thì alo cho em. Giá là bao ship nó cho khoảng đủ ha. Ship còn anh em cộng với em 20% giá trị sản phẩm, em không bao ship để còn ha.